lời khai rùng rợn của nghi can sát hại bé gái 4 tuổi. Một ngày sau khi ném bé anh xuống giếng, Hưng quay lại hiện trường phát hiện bé vẫn còn sống, tuy nhiên kẻ này không cứu bé mà để mặc rồi bỏ trốn. Như báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, chiều ngày 11 tháng 3, bé Lê Đỗ Trâm Anh 4 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, xin cha mẹ ra thăm mộ ông ngoại mới mất. Khi đó, Nguyễn Văn Hưng, 33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng đến chơi nên ngỏ ý chở bé gái đi, gia đình ở nhà chờ lâu đi tìm không thấy nên báo công an. Tiến hành truy tìm, công an phát hiện Hưng đang nằm ở một phiến đá tại một con suối trên địa bàn xã Tiến Hưng và đưa về, thi thể bé anh cũng tìm được dưới một giếng sâu. Chiều ngày 15 tháng 3, nguồn tin của chúng tôi cho hay, khai về vụ việc, Nguyễn Văn Hưng cho biết sau khi đưa bé anh ra khỏi nhà, đã chở đến chòi canh nằm trong lô cao su thuộc ấp 3 xã Tiến Hưng. Vào chòi, Hưng nằm chơi với bé anh trên võng rồi giở trò đồi bại với bé. Lúc này, Hưng nảy sinh ý định giết bé anh nên mặc quần áo lại rồi ném xuống giếng sâu khoảng 7 mét. Ngoài ra, Hưng còn ném chiếc võng thâu nhựa xuống giếng và lấy tấm gỗ đậy lại. Làm xong những điều này, Hưng chạy xe đến nhà một người quen ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước để chơi. Tại đây, Hưng thông báo mới giết người xong rồi bỏ đi lang thang lên thị xã Đồng Xoài. Đến sáng ngày 12 tháng 3, Hưng quay lại chỗ giếng vứt bé anh thì thấy bé vẫn còn sống và kêu nhỏ. Thấy vậy, Hưng sợ hãi bỏ đi đến khu vực lô cao su phía sau khu công nghiệp Đồng Xoài thì xe hết xăng. Người này để xe ở đây và tiếp tục đi bộ, do không được ăn uống nên ngất xỉu và bị bắt. Công an tỉnh Bình Phước đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can Nguyễn Văn Hưng về tội hiếp dâm và giết người. Phá bỏ nhà tái định cư vì không có người ở. Tại Hà Nội, nhiều năm qua đang tiếp diễn tình trạng hàng trăm căn hộ tái định cư không người ở, thậm chí nhà tái định cư xây xong nhưng bỏ hoang. 10 năm bỏ hoang, sau 10 năm hoàn thành nhưng không có người ở, công ty cổ phần xây dựng số 3 Hà Nội Hancoba đã đề xuất thành phố Hà Nội cho phép phá bỏ toàn bộ 3 tòa nhà tái định cư cao 6 tầng với 150 căn hộ ở khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo tìm hiểu của phóng viên, ba tòa nhà này được xây dựng từ năm 2001 đến năm 2006 để phục vụ nhu cầu tái định cư tại chỗ của người dân sau khi thực hiện dự án giải phóng mặt bằng tuyến phố Sài Đồng, khu đô thị Sài Đồng. Tuy nhiên, người dân không chấp nhận thỏa thuận về tái định cư tại đây nên toàn bộ quỹ nhà này bị bỏ hoang. Từ đó đến nay, dự án mở rộng tuyến phố Sài Đồng vì thế cũng án binh bất động, chưa thực hiện được. Cũng vì bỏ hoang, ba tòa nhà bị bong tróc, chân tường nứt nẻ, cỏ mọc hoang hóa, nhiều diện tích xung quanh nhà, khóa cửa, chắn song sắt hoen rỉ, một số khu vực trong khuôn viên được tận dụng để vật liệu xây dựng, xe thu rác. Tương tự, dù có vị trí đẹp như mơ khi nằm giáp đường Đại Cồ Việt được mệnh danh là khu đất vàng, thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tòa nhà tái định cư 4A Tạ Quang Bửu dù đã hoàn thiện từ năm 2015, với 154 căn hộ khang trang nhưng vẫn bị bỏ hoang. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng, công ty cổ phần tư tạo và phát triển nhà chủ đầu tư tòa nhà nêu trên có dự án ở địa bàn tòa nhà 4A được xây dựng để giải quyết tái định cư tại chỗ, nhưng do chưa thỏa thuận được với người dân nên nhiều năm nay tòa nhà vẫn không có người ở. Tình trạng bỏ hoang căn hộ tái định cư cũng khá phổ ở nhiều nơi khác, gây lãng phí nguồn nhân lực của xã hội. Không đồng ý đập bỏ. Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã nhận được đề xuất phá dỡ 3 tòa nhà của Hancoba. Chúng tôi chưa đồng ý để họ phá dỡ 3 tòa nhà và đã hướng dẫn họ xây dựng các phương án, đề xuất cải tạo sửa chữa để tiếp tục làm nhà quỹ tái định cư hoặc phá bỏ để xây nhà mới. Nhưng đến nay, họ chưa gửi lại phương án đề xuất cho Sở Xây dựng nên chưa báo cáo lãnh đạo thành phố Hà Nội để ra quyết định, ông Dũng cho biết. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng bày tỏ không ủng hộ việc phá bỏ 3 tòa nhà tái định cư này mà có thể chuyển đổi mục đích sử dụng để phát huy hiệu quả. Theo ông Hùng, khâu phê duyệt dự án đầu tư phải nghiên cứu kỹ hơn, đặc biệt về địa điểm, mục đích xây dựng để tránh lãng phí nguồn lực. Ông Dũng cũng cho hay, thành phố Hà Nội không bị thừa nhà tái định cư, tình trạng nhiều khu nhà tái định cư được xây dựng hoàn thành nhưng không có người ở là do người dân chưa về ở.
Công tác giải phóng mặt bằng để làm dự án thường rất phức tạp, khiếu kiện nhiều nên cần có thời gian vận động, giải thích cho người dân hiểu, khi đó họ mới đồng thuận chuyển nhà tái định cư ở, thậm chí có nhiều trường hợp phải cưỡng chế, do đó dẫn đến tình trạng nhà tái định cư không có người ở tại một số nơi, ông Dũng nói. Tiến sĩ Phạm Sĩ Liêm, Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng cho rằng, nguyên nhân của tình trạng nhà tái định cư bị bỏ hoang, không người ở là do chủ trương chưa gắn liền với thực tế như chất lượng xây dựng thấp, các dịch vụ về giao thông, điện, nước, cơ sở giáo dục chưa đồng bộ. Ngoài ra còn có nhiều lý do khác như vướng về thủ tục pháp lý, tiêu chuẩn được giao nhà, đặc biệt là các khu nhà tái định cư hiện nay mới chủ yếu giải quyết được nhu cầu ăn ở chứ chưa gắn với sinh kế của các hộ dân tái định cư. Cơ quan chức năng mới chỉ quan tâm nhiều đến việc hoàn thành công trình, giao nhà, cốt được việc của mình, chứ chưa thực sự tính toán kỹ đến nhu cầu chính đáng của người dân. Để hạn chế tình trạng nhà tái định cư bỏ hoang, cần hạn chế xây loại nhà này và có cơ chế giải phóng mặt bằng linh hoạt, bằng tiền thỏa đáng để người dân tự mua nhà, tiến sĩ Liêm nói. Thêm vụ mất tiền hy hữu tại Eximbank. Có chi tiết lại cho thấy lỗ hổng quản trị khá lớn ở Eximbank, nhân viên đã nghỉ việc mà vẫn làm thủ tục rút chiếm đoạt hơn 34 tỷ đồng của khách từ hệ thống ngân hàng này. Trong khi vụ bà Chu Thị Bình, khách hàng bị mất 245 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam Eximbank chưa lắng dịu khi ngân hàng này vẫn khăng khăng chờ phán quyết của tòa án mới trả tiền, thì 6 khách hàng khác gửi tiết kiệm tại Eximbank cũng đang sốt ruột khi mất hơn 50 tỷ đồng do bị nhân viên tại phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, tỉnh Nghệ An phù phép chiếm đoạt. Ngày 14 tháng 3, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, luật sư đại diện cho khách hàng gửi tiết kiệm bị mất tiền tại Eximbank Đô Lương cho biết đã có buổi làm việc với ban lãnh đạo Eximbank yêu cầu trả lại tiền. Trước khi tòa xét xử, lãnh đạo Eximbank nói sẽ có phản hồi với luật sư đại diện các khách hàng trong tuần này về hướng giải quyết vụ việc. Kết luận điều tra của vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị truy tố, dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử trong tháng 4 năm 2018. Theo kết luận điều tra, từ năm 2012 đến tháng 8 năm 2016, Nguyễn Thị Lam, nhân viên ngân quỹ phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đã có hành vi lừa dối để khách hàng ký vào lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, giả mạo chữ ký của khách hàng và lừa dối nhân viên ngân hàng. Bằng thủ đoạn này, Lam đã rút ra khỏi hệ thống Eximbank số tiền hơn 50 tỷ đồng là số tiền chiếm đoạt của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại đây. Cụ thể, từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 5 năm 2016, Nguyễn Thị Lam được giao nhiệm vụ thu chi tiền mặt, quản lý kiểm tra hồ sơ, thế chấp vay vốn của khách hàng, huy động vốn và cho vay theo chỉ tiêu. Để đạt chỉ tiêu được giao, Lam đã tự ý trả lãi suất cao cho khách hàng cao hơn mức lãi suất của ngân hàng. Trong năm 2012 đến năm 2013, lãi suất ngân hàng khoảng 10,5% thì Lam thỏa thuận trả lãi 12% trên một năm. Đến giai đoạn 2014 đến năm 2016, lãi suất huy động vốn của Eximbank khoảng 4% đến 6,3% trên một năm, nhưng Lam đã nhận gửi của khách hàng với lãi suất từ 7,5% đến 12% trên một năm. Bằng cách này, cô nhân viên ngân hàng xây dựng được quan hệ thân thiết với khách hàng VIP có tiếng trong vùng gửi tiết kiệm tại phòng giao dịch Đô Lương. Đáng chú ý, quy định của Eximbank về dịch vụ phục vụ khách hàng VIP có nêu các khách hàng thuộc đối tượng này sẽ được ưu tiên thực hiện nhanh gọn các giao dịch, giải quyết nhanh hồ sơ, được xem xét cung cấp dịch vụ chi tiền mặt, dịch vụ cho vay tận nơi theo yêu cầu của khách hàng. Từ đây, lãnh đạo phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đã có chủ trương những khách hàng nào của nhân viên nào khai thác thì nhân viên đó chăm sóc phục vụ. Trên cơ sở đó, các khách hàng của Lam cần rút tiền gửi tiết kiệm như không trực tiếp đến ngân hàng mà thông qua quota. Theo cơ quan điều tra, có trường hợp khi khách hàng rút tiền, Lam sẽ đề nghị giao dịch viên chuẩn bị các chứng từ như lệnh chi, ủy nhiệm chi, bản kê chi tiền theo đúng số tiền khách hàng yêu cầu, làm thủ tục nhận tiền tại ngân hàng rồi đưa đến cho khách hàng. Sau đó khách hàng ký nhận các chứng từ rồi Lam đem về hoàn thiện hồ sơ. Có cả trường hợp Lam đưa chứng từ
đến cho khách hàng ký khống rồi về làm thủ tục rút tiền, xong mới đem tiền cho khách hàng. Cơ quan điều tra kết luận Nguyễn Thị Lam đã lợi dụng lòng tin, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bản kê chi tiền mỗi lần cần chữ ký, Lam dùng thủ đoạn như trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và luồn lẫn các thủ tục này và chứng từ để khách hàng ký. Sau đó, nhân viên này cầm chứng từ về ngân hàng để hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Lam cũng lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, cách làm sai quy định của lãnh đạo phòng giao dịch để chiếm đoạt tiền của khách. Đáng nói, từ năm 2012 đến tháng 4 năm 2016, Lam rút hơn 15,79 tỷ đồng từ các sổ tiết kiệm của khách hàng VIP. Nhưng sau thời điểm tháng 4 năm 2016, khi đã nghỉ việc ở Exim Bank, nữ nhân viên này vẫn lập hồ sơ thủ tục và chiếm đoạt thêm 34,28 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của các khách hàng trong hệ thống Exim Bank. Ngoài ra, hồi năm 2014, Lam có nhận của một khách hàng 570 triệu đồng để mở số tiết kiệm, nhưng cô ta cũng đã chiếm đoạt nốt số tiền này. Lỗi của Exim Bank nhưng dây dưa trả tiền. Trong kết luận điều tra, cơ quan công an đề nghị Exim Bank phải chịu trách nhiệm về thiệt hại vi phạm lợi dụng đối với tiền tiết kiệm do lỗi của tổ chức nhận tiền gửi và giải quyết yêu cầu của 6 khách hàng gửi tiền tại ngân hàng này. Đồng thời, Nguyễn Thị Lam phải bồi thường lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho Exim Bank. Dù vụ án được khởi tố vào năm 2016 và có kết luận điều tra vào tháng 8 năm 2017, song theo luật sư đại diện cho các khách hàng bị mất hơn 50 tỷ đồng, đến nay Exim Bank vẫn chưa giải quyết trả tiền, trong khi lỗi rõ ràng thuộc về ngân hàng này.